Rồi, hello, xin chào mọi người quay trở lại kênh của em nha. Hôm nay lại có một số điện thoại cũ với lại máy tính bảng giới thiệu cho mọi người nha. Rồi, hai số điện thoại mua hàng bên em là 076-734-7340, 0902-930-252 nha mọi người. Ví dụ mà mình coi ưng ý con nào thì vui lòng gọi trực tiếp nha mọi người. Hoặc có thể nhắn tin Zalo số 076-734-7340 nha. Tại vì comment trên YouTube nhiều khi em không có coi á mọi người nên không có trả lời kịp. Nên cứ gọi trực tiếp đi ha, cái cuộc điện thoại nó không có đáng nhiều tiền hết mọi người. Cứ gọi đi ha. Rồi, ok, vô cây đầu tiên luôn. Nhanh gọn. Mặt bên dưới kính đẹp, vỏ sao đẹp. Con này là Lumia 540, RAM 1 bộ trong 8, hàng chính hãng, 2 SIM. Để nghe gọi thôi mọi người. Với lại YouTube nè. Có một số nè, nó có cài sẵn YouTube cho quý vị nè. Đó không? Vô YouTube coi được nha. Mà coi trên trình duyệt web mọi người, chứ không có coi được trên cái app nha. Tại vì dòng này giờ cũ rồi, giờ để cái này nghe gọi thôi chứ không làm gì. Nhạc chuông, âm thanh full tính năng đó mọi người. Con này em test rồi, full tính năng. Và liếc chuẩn ok, cảm ứng ok hết camera rồi. Mấy dòng Lumia này giờ thì để gắn vô nghe gọi thôi mọi người. Vậy muốn ngồi xài gì thì vô trình duyệt web xài nha. Camera sound, camera trước nè. Vẫn còn chuẩn nha quý vị. Lumia 540, màn hình 5 inch. 5 inch hay 5.2 ta? Con này chắc 5.2, 5.3 rồi chứ không phải 5 inch đâu. Con này 5 inch. Màn hình 5 inch, nhỏ gọn, vỏ sao đẹp, một bên trước kính đẹp, Lumia 540. Con này hôm nay em bán giá là 390.000 nha mọi người, 390.000. Một con Z2 Prime, vỏ đẹp, 4 góc. Mặt bên trước kính đẹp lắm mọi người. Z2 Prime. Để mở đầu sáng lên. Đây cấu hình của nó. Z2 Prime màn hình 5 inch, RAM 1.5, ROM 8, camera sau 8 chấm, camera trước 5 chấm, pin 2006, hàng chính hãng, 2 SIM, hãy nhớ luôn nha mọi người. Full tính năng. Đây. Camera 5 chấm trước nè. Ok ha. Né cái đèn nó hơi chá mọi người. Camera sau 8 chấm. Chụp cứng luôn. Full tính năng âm thanh coi. Yeah, liếc ok hết. Máy này, con này máy đẹp mọi người. Con này em đánh giá cỡ 97%. Giá bán hôm nay của nó là 690.000 nha mọi người. Z2 Prime 690. Rồi một con Asus. Vỏ đẹp. Có khắc 3D luôn rồi. Thí chủ nào mua về khắc 3D trên đây luôn rồi. 4 góc là không cứng không mớp. Mà lưng trước kính đẹp luôn. Con này là Asus gì? Để em xíu. Asus Zenfone 2, RAM 2, bộ trong 16, màn hình 5.5 inch, độ phân giải HD, pin con này 3000, cũng hàng chính hãng, 2 SIM, thẻ nhớ đầy đủ. Màn hình rộng 5.5 inch luôn nha mọi người. Cũng full tính năng luôn. Cam trước nè, 5 chấm quá đẹp. Cam sao. Chi tiết lên đã không? Hàng chính hãng, 2 SIM luôn, RAM 2 bổ trong được 16. Xài chữa cháy ok, hay là mình mua về cho con em xem YouTube, Facebook gì cũng được mọi người. Đó, Asus 5.5 inch, nút nguồn đây nha. Hai nút tăng giảm lượng dưới đây. Asus Zenfone 2 hôm nay em bán với giá là 750 nha quý vị. 750. Rồi được một con OB nữa mọi người, nhưng mà con này vỏ xấu nha. Vỏ hơi xấu thì em sẽ dán decal cho mọi người. Là khi lấy về là sẽ có miếng decal dán vô luôn nha quý vị. 4 góc là không cứng không mớp. Mặt lưng trước kính có chày nha mọi người, có chày nha. Có xước lông mèo nha mọi người. Con này được cái cấu hình cao. Quad-Phone OBS-F1, RAM 3 bổ trong 32, chip Snapdragon 615, pin 3000, camera sau 13, camera trước 5, màn hình 5 inch Full HD. Con này được cái màn hình Full HD mọi người. Con này cũng hàng chính hãng luôn á, nhưng mà cái hiệu này nó không còn bán nữa nha. Chỉ còn hàng cũ thôi, mua hàng mới là không có. Camera trước 5 chấm, camera sau 13 chấm.
Nói chung là chụp cũng ổn áp, chụp sáng thì ok. Đây camera trước 5 chấm, chuông nè. Ok ha. Obi hôm nay bán với giá là 800.000. SF1 giá 800k. RAM 332 800k, quá rẻ. Rồi được một con Oppo F1. Vỏ thay nữa nha quý vị. Vỏ thay nên đẹp, không chày, trước kính đẹp không chày luôn. Con này về 4 con luôn. Nhưng mà đăng con thôi, tại đăng nhiều quá không có đủ chỗ. Oppo F1 RAM 3 bổ trong 16, màn hình 5.2 inch HD, pin 2500, chiếc Snapdragon 616, nó bằng với con này, 615 616 bằng nhau nha mọi người. Cũng hàng chính hãng, hai sim hãy nhớ đầy đủ. Full tính năng. Chi tiết. Ok hết nha quý vị. Oppo thì cam trước đẹp hơn mấy con kia. Cam đẹp thì em báo cam đẹp. Lolic, ok. Oppo F1 thì hôm nay lấy số lượng lớn nên giá nó điêu xuống, còn 880.000 con, 4 con. Mua thì vui lòng gọi trực tiếp nha quý vị. Rồi được một con Sony L1 màu hường. Mặt lưng trước kính đẹp, mặt lưng sau đã dán keo. Dán keo mọi người, gỡ ra được nha. Nhưng mà tại em lười gỡ ra có dán keo nha. Màu hường nha mọi người. Bốn góc không cứng không mốp. Đây, Sony Xperia L1 nha quý vị. Màn hình 5.5 inch. RAM 2 bổ trong 16, camera 13 năm, pin 2006, chip MediaTek bình thường. Pin 2006 nè. Rồi ok, 5.5 inch, full tính năng luôn, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Để mở độ sáng lên cho quý vị coi. Camera 13 năm, camera sau 13, camera trước 5 nè, bình thường nha mọi người. Không có đẹp bằng mấy con Oppo đâu, có sao em báo vậy luôn. Mọi người muốn chụp hình selfie thì lấy Oppo, còn muốn xài mà fan Sony thì mua Sony. Đó, chi tiết nè quý vị. Gì vậy bay? Ok hết âm thanh. Full tính năng, hàng chuẩn. Con này hôm nay máy đẹp nên bán giá cao xíu nha mọi người. 880.000, Sony là 1880 màu hường. Mà lần trước kính đẹp luôn. Rồi được một con Huawei có hình cao giá rẻ, có ốp lưng đó mọi người. Tại vỏ hơi xấu nha. Nó có chày nè. Đó, nên có ốp lưng. Huawei này, Huawei gì bay? Huawei i7 Pro RAM. RAM 3 bổ trong 32. Pin 4000 siêu châu bò, màn hình 5.5 inch. Camera sau 12, camera trước 8, chip Snapdragon 435. Chơi game được mọi người, Liên Quân PUBG chơi được nha. Nhưng mà chơi FPS 30 thôi, không có chơi được FPS 60 nha. Full tính năng luôn. Con Huawei này mình tải phần mềm chơi được nha mọi người, chứ không phải như Huawei đời mới nha. Huawei đời mới là thua. Huawei đời này thì tải được. Chi tiết hình ảnh là ok. Camera trước 8 chấm. Rồi cũng đẹp đó quý vị. Mở đồ sáng rồi, tôi để đồ tối quá ta. Full tính năng Huawei i7 Pro RAM. RAM 3 bổ trong 32, pin 4000. Con này giá bán của nó hôm nay là 990.000 nha mọi người. 990 i7 Pro RAM. Có ốp lưng. Nó con nào có ốp lưng thì em báo ốp lưng nha. Rồi một con Sony XA viền siêu sexy. XA1 chứ quên. Mặt lưng sau có chạy nên em dán đề can cho mọi người. Con nào em dán trước thì em báo. Đó khi mà dán đề can thì mấy con chạy chạy vậy nè. Dán đề can thì nó sẽ là như vậy. Phun gỗ 3D nha mọi người.
Đó, có sao báo vậy luôn. Dán miễn phí nha, không tính tiền nha. Tại vì hàng cũ mà nó sẽ có chày xước, nhưng mà con nào chày mà em thấy thẩm mỹ chán quá thì em sẽ dán. Sony Xperia XA1, RAM 3, bổ trong 32, pin 2300, chip Helio B20, màn hình 5 inch, camera 23.8. Full tính năng luôn mọi người. Đây mà trước kính đẹp luôn nè. Bốn góc không cứng không mớp luôn. Màu trắng nha, trước màu trắng nha, con này màu trắng nha quý vị. Cách cam cho mình coi. 23. Cam trước. Ok hết nha quý vị, full tính năng, âm thanh. Ok, màn hình siêu mỏng luôn nè. Cũng về màn hình mỏng lét luôn hả mọi người. Nhưng mà trên dưới thì nó hơi dày nha. Sony Xperia XA1, RAM 3, bổ trong 32. Con này hôm nay em bán với giá là 990.000 luôn nha mọi người. 990 luôn nha. Rồi tiếp theo con Sony nữa, Sony Z3, màu trắng ngọc trinh. Máy 99%, mặt trước kính đẹp không chạy. Mặt sau kính đẹp luôn. Sony Z3. Đây, cho quý vị coi. Màn hình 5.2 inch Full HD, RAM 3, bổ trong 16, pin 3100, camera 20.7, cam trước 2.2 bình thường mọi người. Cam trước bình thường lắm, cam sau thì đẹp. Chi tiết ok. Cam trước 2.2. Bình thường ha mọi người. Full tính năng, cảm ứng bốn góc không lạng không liệt, vuốt thoải mái. Sony Z3 nha. Âm thanh là liệt ok ha mọi người. Sony Xperia Z3, máy 99%, giá bán hôm nay của nó là 1.100.000 nha mọi người. Rồi, địa chỉ mua hàng bên em là 116/55 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Anh chị nào tới mua hàng trực tiếp á, vui lòng gọi một trong hai số điện thoại 0767347340, 0902930252 nha mọi người. Gọi trực tiếp có gì mình tới nhà thì em sẽ cho mọi người xem được nhiều máy hơn ha. Rồi bên em cũng có giao hàng thu COD toàn quốc cho mọi người, ở đâu em cũng giao hết đó. Mọi người chỉ cần nhắn tin địa chỉ hoặc là đọc địa chỉ với em ghi em sẽ giao tới nơi nha mọi người. Nhưng mà đối với khách hàng mới á, mới mua lần đầu mọi người thì mình phải đặt cọc trước cho em. Đơn nào dưới 2 triệu thì mình đặt cọc 50.000, trên 2 triệu thì mình đặt cọc 100.000 nha quý vị. Hình thức là thẻ Mobi Viettel Vina 50 hoặc 100, chuyển Momo, chuyển khoản ngân hàng nha mọi người, thì mình gọi một trong hai số này thì mình thương lượng cách đặt cọc nha mọi người. Rồi ok ha. Rồi mọi người lưu ý nè, tất cả sản phẩm em bán ra là không có bao gồm giá phụ kiện nha mọi người. Nếu phụ kiện muốn mua thêm cổng sạc micro USB là 40.000, còn nếu mà cổng sạc Type C là 50.000 nha mọi người. Thì ví dụ nhà mình có sạc rồi mình khỏi mua thêm, còn nếu mà mình muốn mua sạc thì mình báo thêm nha mọi người để em gửi sạc thêm nha. Rồi tiếp theo một cây Sony Z5 màu xám nòng súng, kính đẹp, bốn góc không cứng không mớp, mạnh trước kính đẹp. Con này đánh giá cỡ 99% luôn đó mọi người. Sony Xperia Z5 một sim, RAM 3, bổ trong 32, chip Snapdragon 810, camera sau 23, camera trước 5, pin 2900. Con này một sim nha mọi người. Camera 23 nè, siêu nét. Thôi, chi tiết đâu có gì. Nét căng. Z5 camera đẹp lắm, cam trước 5 chấm thôi. Đó, full tính năng luôn, âm thanh. Đó, cái nào mà trên đây nó có cài đặt chứa 2 sim là có 2 sim, còn con này chỉ có 1 sim thôi nha. Là liếc ok. Full tính năng Sony Z5. Hôm nay em bán với giá là 1.200.000 nha mọi người. Z5 1.200. Mắc hơn Z3 một xíu. Có vân tay nha. Z5 có vân tay. Rồi tiếp theo một con Galaxy Z7 RAM. Con này đã ép kính rồi nha mọi người. Con này ép kính. Bốn góc không cứng không mốc. Rõ sao hơi chày. Z7 Prime. Thông số của nó nè mọi người.
Galaxy Z7 RAM, màn hình 5.5 inch, RAM 3 bổ trong 32, pin 3300, camera 13.8, chip Exynos bình thường, chơi game được nha mọi người, Liên Quân PUBG chơi được nha. Cũng chơi được cấu hình 30fps thôi, không có chơi được cấu hình cao. Camera 13, Samsung 10 cái chụp nó sáng lắm mọi người, nhưng mà chi tiết đó nè, vô có thể tối thì nó bị vỡ nha. Nè, không, zoom vô nó bị vỡ nè. Đó, có sam báo dậy cho mọi người luôn. Camera trước 8 chấm, đẹp. Full tính năng, hàng chính hãng, 2 sim, thẻ nhớ đầy đủ. Tay 2 sim thấy không? Cho quý vị xem 2 sim luôn. Loa bên đây nha mọi người. Con này hôm nay em bán giá là 1.250.000. Tại vì con này ép kính rồi. 1.250.000 nha mọi người. Rồi tiếp theo một con Galaxy A7 2016. Màn hình trước kính đẹp. Màn hình sau kính đẹp luôn. Màu viền thì có trùng chỉ nha mọi người. Đây. Nhưng mà không có móp, không có cứng. Đẹp hơn con bữa em bán. Đó, có sao em view vậy cho quý vị luôn. Galaxy A7 2016. Màn hình 5.5 inch, RAM 3 bổ trong 16, pin 3300, camera 13.5. Cảm ứng không loạn không lẹt nha mọi người. Camera 13.5. Xuất sắc, camera trước xuất sắc, camera sau 13 chấm. Cũng ngang ngửa Z7 RAM mà, em nghĩ chắc cũng chung một cái cụm cam mọi người. Nó bán qua bán lại thằng Samsung nữa hay vậy đó. Là dưới đây, con này là được cái thiết kế hai mặt kính. Con này mặt sau mặt kính, mặt trước mặt kính, với lại khung này là khung nhôm. Nguyên khối, hai sim hàng chính hãng, thẻ nhớ đầy đủ luôn. A7 2016. Giá bán hôm nay của nó là 1.290.000, 1.290 nha mọi người. Rồi ok, tiếp theo một con Huawei màu đỏ có chày. Mặt trước kính đẹp. Con này là Huawei gì ta? Huawei Y7 Pro 2019, mới ra năm ngoái luôn mọi người. RAM 3 bổ trong 32, pin 4000, camera 9 13 2, camera phụ 16. Đó, con này camera trước 16, camera sau 12 13. Đó vậy đó. Nó độc địa vậy đó. Mới ra năm ngoái luôn mọi người. 2019 nha. Y7 Pro 2019. Camera trước 16 nè. Sáng bừng sức sống. Cũng full tính năng luôn. Cảm ứng không lạng không lẹt luôn. Ở đâu mà bay vô âm thanh cho quý vị nghe. Huawei con này cũng vậy luôn, hàng chính hãng, 2 sim, thẻ nhớ đầy đủ. Là liếc ok nè, không nó có cài đặt nè, nhật chuông sim 1 sim 2 là đầy đủ. Đứng trước kính đẹp, lần sau vỏ hơi chày. Huawei Y7 Pro 2019, giá bán hôm nay của nó là 1.650.000 nha mọi người, 1650, màu đỏ. Rồi được thêm con màu đỏ nữa. Mà lần trước kính đẹp, mà lần sau vỏ đẹp luôn. Có xước đây thôi, còn vỏ đẹp luôn. Bốn góc mà không cứng, không móp luôn nè. Đó, con này là Oppo F5. Con này em đánh giá cỡ 98% đó mọi người. Oppo F5 màn hình 6 inch Full HD, RAM 4 bộ trong 32, pin 3200, chip Helio B23. Con chip này nó ngang ngửa với con B20 đó mọi người. B20 23 nó nhân xung nhịp lên xíu à. Camera sau 16, camera trước 20. Đó, mấy này làm độc địa vậy đó. Camera sau có 16 à, nhỏ hơn camera trước. Full tính năng, cam trước 20, đẹp luôn mọi người. Oppo cam đẹp, con này cam siêu đẹp, chứ không phải đẹp bình thường. Này, camera trước 20, quý vị thấy sao? Quý vị thấy sao? Full tính năng luôn. Bốn góc cảm ứng không loạn không liệt. Âm thanh. Coi lại cho nghe nhạc chuông xếp tùng thôi chứ nghe cái gì giờ. Oppo F5 nha mọi người. Con này Oppo F5. Giá bán hôm nay của nó là 1.650.000 luôn, 1.650 luôn. Rồi được một con Sony. Mặt trước kính đẹp, mặt sau vỏ đẹp. Con này màu hồng tím. Mà chỗ này nó có cứng xíu nè. Đó, em view chi tiết cho quý vị coi luôn cho dễ. Đó, trên đẹp. Con này là con gì ta? Sony Xperia XZ1.
RAM 4, bộ trong 64, chip Snapdragon 835, pin 2007, camera 19, 13, có quay 960 fps trên giây á mọi người. Đó, con này 835, bao chiến game liên quân PUBG FPS 60 luôn nha mọi người. XZ1 nha, chứ không phải XZS nha, XZ1 cao hơn xíu á. Âm thanh nè, con này cũng vậy luôn, một sim một nha mọi người. Camera 19 xuất sắc. Camera trước 13 bình thường. Sony cam bình thường mọi người. XZ1 con này đánh giá cỡ 96% mọi người. Thì nó chỉ cứng cứng đây nè. Đó. Còn mặt trước kính đẹp, mà đằng sau gió đẹp. XZ1 giá bán hôm nay của nó là 1.850.000. RAM 4 bộ trong 64, 1850 nha mọi người. Rồi đồng con Nova B, mặt trước kính đẹp, đằng sau vỏ có hơi chạy nha mọi người, có hơi xước một xíu, nhưng mà màu đen thì cũng không thấy. Với lại con này mua có ốp lưng thì em bán có ốp lưng thôi. Đây, con này là con mẹ gì đây, Huawei Nova B, RAM 4 bộ trong 128, hàng chính hãng FPT nha. Thế giới di động thì nó sẽ có bản RAM 6, còn này FPT thì chỉ có RAM 4 thôi. Màn hình 63 inch Full HD, camera sau 24, camera trước 16, pin con này 3340, nó bằng với Nova 2i thôi chứ không khác gì. Cảm ứng không loạn không lẹt nha quý vị, camera đẹp luôn. Trời ơi, xuất sắc chưa, cũng hai sim hàng chính hãng, liên quân PUBG đều được nha mọi người. Có ốp lưng, con này có ốp lưng. Đó, ốp lưng nó vậy luôn nè. Đó, mua sao thì bán vậy thôi. Nova B 4128. Con này hôm nay em bán giá là 2 triệu mốt nha mọi người. Tại vỏ sao hơi xấu thì bán 2 triệu mốt, còn bữa con kia vỏ đẹp thì bán mắc 50.000. Đó. Tại bán theo tùy theo ngoại hình đó mọi người. Rồi tới máy tính bảng nha quý vị. Một con Asus. Con này là Asus ZenBud 7. Đúng rồi, con này Asus ZenBud 7 nè. RAM 1 bộ trong 8, 2 sim hàng chính hãng. 2 sim thẻ nhớ đầy đủ nha mọi người. Đây, gắn 2 sim ở đây. Mặt lưng trước đẹp luôn nè. Mặt lưng sau vỏ đẹp luôn nè. 4 góc không cứng không mốp luôn. Asus ZenBud 7. Thì con này bị một cái là camera trước, camera sau nè mọi người. Bấm vô tự nhiên nó bị đen vậy nè. Lỗi camera sau nha, camera trước thì dùng được. Camera trước thì dùng được nha, để gọi video call được, camera sau bỏ đi, không tính. Còn này hôm nay bán giá xả luôn. 3G, 4G đầy đủ, full tính năng, gắn sim nghe gọi được, nghe cho quý vị nghe cái âm thanh. Lo liếc ok nha quý vị. Asus hôm nay dán giá là 650 nha mọi người, 2 sim 650. Rồi một con Mobile Tab 80, mặt trước kính đẹp, mặt sau hơi chạy, đã dán đề cam giống vậy nè ha, đẹp luôn, dán đề cam đẹp luôn, chứ không phải dán dạng dừa nha quý vị. Đây Mobile Tab 80, hàng chính hãng, 2 sim, RAM 1 bộ trong 8, pin 3800, màn hình 8 inch, Asus màn hình 7 inch nha, con này màn hình 8 inch, 2 sim thẻ nhớ luôn, con này 3G, hỗ trợ 3G thôi, gắn sim 4G đi lên được 3G, full tính năng. Valid ok, mua về cho con em Facebook, YouTube, Zalo cũng được, hay là mua cho mấy nó để cho nó ăn cơm á, mở YouTube cho nó coi. Giá bán hôm nay của nó là 780.000 nha mọi người, 780. Rồi một cây Huawei MiraBud T3, mặt trước kính đẹp, đằng sau có chày nên em dán full đề can luôn rồi nè mọi người. Đề can full, để sim đây, con này có 4G nha mọi người, 3G 4G đầy đủ. Huawei MiraBud T3 8 inch, RAM 2 bổ trong 16, pin con này 4800-5000, chip Snapdragon 425, bao chiến game, pin trâu luôn mọi người, có 4G đầy đủ. Cảm ứng không loạn không liệt, có sim 3G 4G nha quý vị.
Đây. Loa trên đây. Loa liếc ok full tính năng, tách cam cho quý vị luôn. Cam sau chụp cũng được nha mọi người. Cam trước ok hết, full tính năng. Huawei MediaPad T3 vỏ sao hơi xấu. Thì hôm nay bán giá là 1,3 triệu nha mọi người. Tại bữa gió đẹp thì bán 1,5 triệu, nhưng mà hôm nay vỏ xấu thì bán 1,3 triệu thôi. Bán theo ngoại hình nữa nha quý vị. Rồi ok, hôm nay em có một số máy này giới thiệu cho mọi người nha. Nếu mà mình ưng ý thì vui lòng gọi trực tiếp một trong hai số điện thoại 0767347340, 0902930252 nha. Nếu anh chị nào nghe không kịp thông tin của em á, em có để thông tin dưới phần mô tả đó mọi người. Bấm dưới phần mô tả có hết tất cả thông tin của em luôn nha mọi người. Địa chỉ rồi số điện thoại với lại Zalo luôn nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người xem video của em. Hẹn mọi người video sau.